Xin chào cả nhà, mình là kênh YouTube Người Cà Mau đây. Xin kính chúc cả nhà mình luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc. Lúc nào cũng nhớ 5K nghe cả nhà. Cả nhà ơi, đêm hôm qua là tới 3 giờ sáng mình còn chưa có ngủ nữa. Một là xem livestream là bất ngờ ngã ngửa khi thấy em đẹp, xeo đẹp Nguyễn Phương Hằng bị khám xét nhà và bị bắt tạm giam. Đó là một cái tin rất sốc. Tại vì lâu nay mình nói chung mình là người dân nghèo thấp cổ bé họng, không có kiến thức nhiều nên cũng không có biết pháp luật gì nhiều đâu. Nhưng thấy em ấy lên đó là binh vực cho người nghèo với làm từ thiện của anh ấy, của em ấy là mình rất là ngưỡng mộ em đẹp Nguyễn Phương Hằng. Và cái độ giàu có hột xoàn gỗ gỗ, sổ đỏ cân ký của em ấy, mình rất là ngưỡng mộ. Và bây giờ mình vẫn ngưỡng mộ. Mình thấy thương xót cho em ấy quá. Thật ra người ta nói con ếch chết vì cái miệng. Có thiệt đó chứ không phải không có. Chứ người xưa nói sao? Họa từ miệng, bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Thêm á, người xưa thường nói nữa là mình mà khoe sự giàu có, mình mà khoe cái gì là thường sẽ bị mất cái đó. Thì nhiều cái lý do, nhiều cái chuyện để mất đi cái đồ quý giá của mình. Tại quý giá mình phải giấu đi, mình phải ém nhẹm và mình than thở thôi. Còn này mình phô trương ra nên mình sẽ bị mất đi bằng rất rất nhiều là cái lý do. Tôi chiêm nghiệm lại, tôi thấy qua cái câu chuyện của xeo đẹp Nguyễn Phương Hằng là có thể là gì đó. Một là người ta nói con ếch chết vì cái miệng. Hai, bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Thêm cái thứ ba là có của quý, có nhiều vật dụng quý, đồ giàu có mà mình phô trương, mình khoe ra là mình sẽ bị mất đi bằng nhiều cách, bằng nhiều lý do, bằng nhiều phương pháp, biện pháp. Ông bà xưa đã có nói rồi. Như vậy cũng là một bài học để cảnh tỉnh cho bản thân mình và cho rất rất nhiều người. Có một cái bài học kinh nghiệm trước mắt là vậy. Nhưng bên cạnh đó đúng là xeo đẹp Nguyễn Phương Hằng đã từng chấp nhận là công ty trách nhiệm một mình tôi, hy sinh một mình gì cũng chết là một mình, tự chịu hết. Rất là thương em, rất là thương cái chỗ đó. Và đồng thời đúng là người ta nói chó sủa thì chó không cắn, sợ nhất là chó không sủa, cứ gầm gầm gừ gừ á, cắn phát một à. Biết nhiều vụ án lầu 8 đồ gơi, lầu 8 biết nhiều người rồi, là những người đó tôi nghĩ là chó không có sủa, cắn cái. Nhưng mà em đẹp là đúng là em ấy học, nói học hết lớp 3 là cái tâm em cũng thiện cũng hiền. Tức quá đường bà mà tức quá lên chu chéo, lên nói cho hả dạ vậy thôi. Nhưng mà trong thâm tâm tôi xét cuối cùng là không phải là người ác, người xấu, người độc, là người thâm hiểm. Nếu thâm hiểm là không thèm nói tiếng nào đâu, không thèm lên nói tiếng nào, không cho ai biết cái đường đi nước bước bất cứ chuyện mình. Nhưng mà mình muốn loại trừ đối thủ thì tôi nghĩ đối với em ấy, tiền hô hậu ủng, tiền bạc ở đó thì thôi ạ, đâu phải là chuyện khó đâu. Nhưng em ấy là chỉ tức nói cho đã tức, nói bằng cái miệng, chứ em ấy là thật sự trong lòng không có độc ác. Chỉ nói ngang, nhưng mà cũng rất là từ nghiệp em ấy chỗ á, có nhiều anh YouTube á, cũng là thu nhờ cái drama của em ấy mà thu rất là nhiều tiền. Cũng có người nói là thu tiền tỷ mua xe hơi thì bạc chục tỷ rồi. Hồi lúc em ấy chưa có bị bắt á, chưa gì, sao không đứng lên phân tích nói là em ấy thôi, em ấy mà công kích chính quyền, em ấy vậy 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 đó là sẽ có chuyện tới. Mà đúng là một phần em ấy không có chịu nghe ai nữa, mà để bây giờ chuyện xảy ra rồi, cái nói như ta đây thánh, ta đây tài giỏi, ta đây là luật sư thứ thiệt thứ dữ, công kích lại em ấy. Tôi nghe vậy tôi thấy thương quá, giống như là nhà sạch sạch bìm bìm leo, tai nạn xảy ra cái là nói thánh nói tướng. Tôi không thích kiểu đó. Tôi chỉ thấy trân trọng em chính tài phúc tài chính. Đó là khi biết em xeo đẹp Nguyễn Phương Hằng sa cơ thất thế, bị dòng lao lý rồi. Nhưng mà em phúc tài chính nói rất là chính xác, rất hay. Lên đó là nhờ
sao đẹp Nguyễn Phương Hằng mà thời gian qua dân nghèo biết được thần y là không có trên đời này, để không bị lừa dối niềm tin, lừa dối tiền bạc. Và ngưỡng mộ em Hằng là có quỹ trái tim Hằng Hữu cứu giúp biết bao nhiêu người bằng chính đồng tiền của mình, chứ không có kêu gọi bất cứ ai. Và thêm một cái quỹ giờ vàng để giúp những người tai nạn giao thông, những người cơ nhỡ chưa có tiền bạc, chưa có thân nhân. Đó là em Phúc Tài Chánh ngưỡng mộ mấy cái đó, tôi cũng đồng quan điểm với em luôn. Chứ nếu mà người mà nhỏ mọn tiểu nhân bỉ ổi là hôm hổm gài lùm xùm mà khi nghe các kênh YouTube mi mà công kích em Phúc Tài Chánh và xeo đẹp Nguyễn Phương Hằng cũng răng dại này kia, nếu mà người mà không biết suy nghĩ và trẻ con là sẽ quay qua đây là cái dịp để trả thù, là cái dịp để nói nặng nói nhẹ để cho há dạ thế này thế kia, nhưng không, em Phúc Tài Chánh xử sự tôi rất là khâm phục và ngưỡng mộ em. Có thể là chị Lan Nguyễn TV hướng dẫn tư vấn và chị ấy cũng hôm trước cũng có nói rồi là bảo đảm Phúc Tài Chánh là không có quay xe, người ta nói quay xe nhưng mà chị Lan Nguyễn nói là không có, dứt khoát không có lái xe, quay xe. Như vậy là tôi cũng thấy là ngưỡng mộ. Tôi thì đã nói hôm cái đợt mới cái đoạn clip mấy ngày trước là tôi là ngưỡng mộ chị Lan Nguyễn TV, nói chuyện rất là hay và rất là từ tốn nhỏ nhẹ, văn hóa văn minh. Và đồng thời hôm nay là tôi nghe được em Phúc Tài Chánh như vậy, tôi cũng thấy là an ủi phần nào cho xeo đẹp Nguyễn Phương Hằng. Chứ thiệt ở cuộc đời này á, tôi nói thiệt không có bao giờ nói trước được bất cứ điều gì. Chứ nếu mà xeo đẹp Nguyễn Phương Hằng mà không có thương dân nghèo, không có thương đất nước Việt Nam á, thì tôi nghĩ không có cần mở bất cứ cái chỗ từ thiện nào đâu, và cũng chả thèm cần làm từ thiện bất cứ ai, và tự hưởng thụ những cái tài sản, những cái đồng tiền của mình mấy đời chưa hết, sống như một bà hoàng luôn, chả cần bận tâm tới bất cứ người nào. Mà tại cái tâm tư tình cảm của em ấy thương dân yêu nước, nghe em ấy nói, nhưng cái tội em á là thẳng tính quá, nói đi đụng chạm những cái người không nên đụng chạm, đúng là như vậy. Chứ nếu mà tôi nói thiệt, tôi suy nghĩ nếu một người mà có cái tâm địa thâm hiểm sâu rồi mà không thèm lên tiếng bất cứ cái gì hết và cũng không thèm giúp ai thương ai ngoài cái bản thân mình đó, nhưng mà nếu có đối thủ có kẻ thù thì thiếu gì cách để trả thù, đâu cần phải nói lên cho kẻ thù nó biết. Đó là mới cái người ghê gớm thâm hiểm. Thì cả nhà mình suy nghĩ coi lời tôi nói vậy có đúng không. Tôi nói là theo cái phân tích tâm lý thôi nha, chứ tôi là không có phải là để xúi biểu ai bất cứ gì á. Ai cũng có tự chịu trách nhiệm cái phần việc làm của mình đó. Đó, có người cũng lên án là giờ chị Hằng thu nạp những YouTuber bá dơ không trình độ thất học hiểu biết. Nói gì vậy thì cũng tội nghiệp cho những người YouTuber. Không phải là người ta như vậy, nhưng người ta là không có nghĩ sâu xa, không có nghĩ sâu xa hơn nữa. Người ta thương chị Hằng quá, người ta thể hiện vậy thôi. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, có lửa thì phải có khói, cũng phải có qua có lợi với lương lịch đồ này kia mới có chuyện. Chứ nếu một bên một mình không thì cũng đâu có phải là có chuyện đâu. Suy cho cùng đi. Còn thiệt đúng là tôi cũng chán cái mạng xã hội, cái Facebook, cái nhiều cái tin lên giật gân nói bậy nói bạ không nhớ. Thật thì tôi chiêm nghiệm lại trong đó không có dính gì tới. Đặt cái tiêu đề cái tựa thì nghe vậy á, nhưng mà vô trong là không có dính gì tới vậy. Cả báo chí bây giờ cũng vậy. Thật ra vậy làm ghét cuộc sống mình không biết sao, mất niềm tin quá chừng luôn rồi đó. Chứ con Phạm Ngà mắm tôm đó, nó lên nó chửi nó dơ dơ rồi đó, giờ có ai nói chắc nào nói đâu. Rồi con Hoàng Kim Dung diễn giả vậy đó, nó mở hội thảo hì hì đó, rồi lường gạt biết bao nhiêu dân chúng sinh viên trẻ tuổi, tan nhà nát cửa biết bao nhiêu người, nhưng cũng mặc nhiên thôi, có ai thèm nói gì đâu. Người có quyền, có tư cách nói cũng không nói. Rồi người thôi kệ, ai chết tới chịu, đừng mình không chết, con cháu mình không chết thì thôi. Nhưng có khi con cháu mình nó đi học xa nhà, nó bị mấy thằng này lường gạt chết mình không hay nữa. Có khi nó chết rồi không hay nữa. Nó cứ xin tiền mình, nó nói dốc học thêm anh văn, học thêm uy tín cái này cái kia nọ. Nhưng mà nó nướng vô mấy chỗ đó, nó bị dụ dỗ mà.
nó đâu có kinh nghiệm đâu biết gì đâu. Nó biết bao nhiêu người lớn đây nè, còn bị thằng Y dụ dỗ nó cỡ xèo đẹp nghìn tỷ Nguyễn Phương Hằng mà còn bị thằng Y lừa gạt đó. Rồi giờ nhà sạch bìm bìm leo đó, bây giờ em ấy dướng dòng lao lý, em ấy gặp nạn thì bắt đầu á người tu cũng lên tiếng chửi mắng nói này nói nọ, nói chung những người lâu nay ca ngợi khen ngợi em hết cách luôn, hết lời luôn, bây giờ cũng quay qua chửi em thế này thế kia. Tôi thấy thì tôi đau lòng, tôi thương cho em ấy hết sức. Tôi thì chả có biết gì tới vợ chồng em ấy, cũng không có ăn nhập gì tới tôi, cũng không có gì. Nhưng mà tôi nói bằng cái công tâm, mình làm người trên có trời dưới có đất, có hai bên dây giác thánh thần, mình làm người mình phải biết có cái lòng thương người thì mình mới là con người. Chứ mình sống ích kỷ, sống vị kỷ, sống vì mình, ai chết mặt bay thì cái chữ người á, cái người, phần người trong mình nó ít hơn cái phần con. Đã là người thì phải có tình cảm, có sự đùm bọc yêu thương, hoặc là cũng phân biết phải trái. Chứ thôi mà bây giờ khó nói lắm. Luật sư, tiến sĩ, nhà báo làm bự làm gì đó thiếu gì. Thấy biết là bao nhiêu, mới clip rồi tôi nói vụ tể tướng lưu gù, cái vụ mà bị với hòa thân hai người tới ngày vào tù một lượt, hai bên ở tù ngang nhau. Mà không biết tôi nói có xui ngay giờ Linh gì không. Nói có một bữa trước, bữa sau em Hằng bị bắt, tôi bó tay luôn. Tôi nói tôi sực nhớ tới câu chuyện, tôi coi cái phim Tể tướng lưu gù cũng phải gần 20 năm nay rồi, mà tôi cứ nhớ hoài. Rồi cái bữa đó tôi mới đăng một cái clip, có hình như mới cách hai bữa hay gì à, tôi mới tưởng nhớ ra tới cái vấn đề em đẹp Nguyễn Phương Hằng là giống câu chuyện Tể tướng lưu gù với hòa thân. Cái ngày vô tù hai người cũng vô tù như nhau, nhưng mà hòa thân thì chết trong cô đơn lặng lẽ, không một người nào thăm lần nào. Còn tể tướng lưu gù thì có lính trung thành vô thăm, đem cơm đồ về cho ăn và tâm tình an ủi. Mới vừa nói được có cách có ngày, rồi ngày sau nghe em Hằng bị hốt rồi, thiệt tình bó tay luôn. Không lẽ tôi Linh giữ gì, Linh giữ nó vậy, mời cho tôi trúng 11 tờ đặc biệt đây. Tôi cũng nói trước á, có giận tôi chịu á, ông bà có ngút lợi thì tôi cũng đành chịu. Với tôi nói thiệt, chúng đặc biệt 11 tờ, đéo thèm đi từ thiện cho cái chỗ nào hết trơn á. Ở gia đình con cái, bà con dòng họ anh em tự chia nhau xài cho nó đã, rồi xài vậy hả? Chứ không có đi cho nữa, không có làm từ thiện nữa. Làm rồi gặp những chuyện trái khoái rồi mắc ghét lắm, rồi mắc công nói, rồi mắc công gây hấn có chuyện, có khi á, là bị khẩu nghiệp nữa. Thành ra học, tôi nói thiệt, tôi á, từ lâu nay rồi, chứ không phải qua cái chuyện xèo đẹp Nguyễn Phương Hằng bị hốt rồi tôi mới nói ngang. Tôi mà có 1-2 tỷ thôi, chứ đừng nói nghìn tỷ như em Hằng, tôi cũng chả thèm đi làm từ thiện cho bất cứ ở đâu á, chùa chiền, người dân, bệnh viện gì không. Tôi nè, bạn bè thiếu gì nấu cơm cho bệnh viện, rồi thế này thế kia. Tôi nói thôi, tao rảnh tao nằm nhà tao chơi điện tử, hoặc là tao quẹt YouTube, hoặc là tao đọc ba cái sầm sàm trên mạng rồi chơi, bật đọc chơi cho qua thời gian, chứ đéo thèm tin luôn nữa. Nói gì thiên linh bà quả, nhầm đứa hay nhầm người, không có tính giáo dục, toàn là cái chuyện làm ráp gì đâu không à. Mà chả thấy tường lửa, tường liếc gì nó ngăn chặn. Chứ lên nó thấy gì, toàn là nghìn tỷ đại gia, nghìn tỷ với chân dài tới nách, người nấy tiểu tam gì, ôi trời ơi trời, tường lửa đủ thứ. Đúng là thật sự xã hội bây giờ 4.0 mà lường không được. Đủ thứ trên đời, đủ thứ cầm bẫy, và chuyện gì cũng có thể xảy ra. Mà đúng là suy cho cùng thì nó xã hội mà, xã hội thì nó vậy đó. Thành ra mình thôi, không có quán trách xã hội mà cũng không có đòi sự công bằng. Mình cứ vui vẻ mà sống nhờ cho quãng đời còn lại, sống cho gia đình, con cháu, cha mẹ, anh em mình sao mà vuông tròn. Đừng có sức mẻ, gầy gà, xích mít gì là đủ rồi. Còn xung quanh người dân nước lã, mọi chuyện bỏ qua bên hết, không thèm chấp nhất mà cũng không thèm đếm xỉa mà luôn. Thì thích thì nó sẽ nói mình tốt, không thích thì nó sẽ đạ mặt mình xuống thôi. Cái chuyện đó là chuyện xã hội, chuyện bình thường, nên mình không thèm quan tâm tới vụ đó, không chơi tới vụ đó. Mà đúng là mình mơ ước thôi, cái người không có tiền, cái người tiền ít,
thì vậy đó. Chứ cái người mà ngàn tỷ, nghìn tỷ rồi, người ta có cái tư tưởng, người ta có cái tâm hồn, người ta có cái đầu óc suy nghĩ dữ lắm, người ta mới có được ngàn tỷ như xe đẹp Nguyễn Phương Hằng với anh Dũng là voi. Nên đó là mình thấy người ta làm nhiều việc thiện, việc tốt, vậy mình cũng ngưỡng mộ quá. Chứ mình cũng không có ý còi ý kiến gì, không suy biểu, không có gì hết. Nhưng mà nếu mà mình có được số tiền nhỏ hơn nhiều đó, thôi có một vài tỷ thôi, cũng tự để gia đình, con cháu, anh chị em ra xài, không có từ thiện từ thiết gì hết. Cái đó là phải. Tôi thì cũng nói thiệt, không có ăn chay ăn lạc, cũng không có mà sợ bị người ta lợi dụng lắm. Mình ngu mà, nên cũng không có đi chùa đi chiết gì hết. Chỉ có sống sao gắng làm điều phải, lẽ phải, việc thiện, không có hại ai, rồi cũng không có gầy lộn gầy lạo gì với ai. Người ta mà ăn hiếp mình quá, mà mình nhắm mình chơi không lợi người ta, thì mình nhịn mình rút lui đó. Chứ mình biết không lợi rồi, mình đâu có làm gì được, làm chừng nào mình cần thiệt thòi chừng nấy. Nên thôi, nhắm không lợi thì rút lui vậy thôi. Có thể tôi thuộc liệt về cái hàng chó không sủa. Không sủa, miễn dữ lắm nhắm cắn được thì quất à, chứ không có sủa vậy thôi. Tại vì cái tính mình vậy rồi đó. Nhưng mà cũng như Hiền Anh một lần có tâm sự đó, ai mà chơi được với cái người thông minh, cái người tài giỏi, người mà biết điều rộng rãi như xeo đẹp Nguyễn Phương Hằng thì thích. Thì đúng rồi, tôi thấy cũng phải rồi, ra giúp đỡ hết lòng. Nhưng ngược lại xeo đẹp Nguyễn Phương Hằng cũng đền ơn bằng chiếc nhẫn kim cương, kiếm đâu cho ra, phải không? Coi như có qua có lợi, quề nhau, chứ không có ai lợi dụng ai. Nhưng mà cái người biết điều, chứ người không biết điều thì người ta sẽ lợi dụng. Lợi dụng được là cứ lợi dụng vậy thôi. Tôi nè, tôi cũng 60 tuổi rồi, nên tôi cũng từng trải rồi, không có trải nghiệm nhiều bằng em đẹp Nguyễn Phương Hằng thôi. Tại mình dở hơn mà mình đâu có tài cán gì, nên mình mới đâu có tiền tỷ đó. Nhưng mà tôi thấy cái trò đời nó vậy đó. Nhầm người, người ta nghỉ chơi với mình đó, nhiều khi mình nghĩ đó, mới đầu mình tưởng mình mất đi một người bạn mình buồn, nhưng thật sự mình suy cho cùng là người ta mới là người thiệt thòi chứ không phải mình đâu. Người ta kiếm được người bạn như mình á là không phải chuyện đơn giản. Là mình tin tưởng người ta tuyệt đối, mình giúp đỡ người ta hết lòng, mình không có hơn thua, và mình coi như người ta như là người ruột thịt của mình. Nhưng mà tới một ngày vài chục năm sau á, mình mới ngộ ra rằng người ta chỉ có là lợi dụng mình thôi. Mình là cái dáng để người ta đi qua cây cầu thôi. Mình là trái chanh để khi người ta muốn làm gỏi chua người ta nặng thôi, chứ không phải như là mình nghĩ về người ta đâu. Nên một ngày đó mình thức tỉnh ra, mình không có chơi với người ta nữa. Mới nào mình cũng buồn, tại mình muốn thêm bạn bớt thù mà. Mất đi một người bạn mấy chục năm giao tình mình buồn lắm chứ. Nhưng suy cho cùng người ta mới là người thiệt thòi hơn mình. Mình mất một người bạn nhưng người ta mất đi một cái chỗ dựa, một cái miếng dán, một cái miếng chanh. Đó. Cũng có khi người ta lúc đó người ta không cần chanh nữa, người ta đã qua được cầu rồi, người ta không cần dán nữa. Đó. Người ta cái gì người ta cũng đầy đủ hết rồi. Nhưng mà xin thưa với cả nhà, cuộc đời khó nói lắm. Người ta nói 70 chưa khoe mình lành, chừng nào mình chết xuống lỗ rồi đó, cái người còn lại đó mới là biết mình có cái dấu chấm tròn hay là cái dấu phẩy, hay là một cái dấu chấm nhiễu. Người ta mới là cái người còn lại, mới là người phán đoán, mới là người cho mình là cái dấu như thế nào thôi. Chứ không ai mà đầy đủ hết, không ai toàn vẹn hết, nhân vô thập toàn là như vậy. Nhưng mà đôi khi á, cũng mà ngộ ra được cái điều đó là cũng phải trả cái giá rất đắt, hoặc là thời gian nó tàn phá đi, nó nhuộm tóc từ đen thành trắng, từ mặt phẳng thành mặt nhăn nheo, nó mới được ngộ ra được mấy những điều như vậy. Giống như em đẹp Nguyễn Phương Hằng nè, em ấy qua cái trận này em ấy sẽ ngộ ra rất nhiều. Giống như em ấy nói là em ấy đã trải nghiệm qua thêm một cung bậc cảm xúc nữa. Chứ em ấy là người là mặc dầu nói là huyết áp cao, có bệnh này bệnh kia, nhưng em ấy là người rất khỏe mạnh, live stream hàng 5-7 tiếng đồng hồ, thao thao bất tuyệt. Em ấy là người hoạt ngôn, nói chuyện là không cần giấy tờ, không cần gì sẵn.
tôi là luôn luôn lúc nào cũng ngưỡng mộ việc làm từ thiện của em ấy, việc tài năng mà em ấy đã đem về cho mình những cái yêu thích và mơ ước đều đạt được hết. Đó là hột xoàn bự bự và nhà đất. Nội mà nghe 6 căn nhà mặt tiền thành phố Hồ Chí Minh thì biết là bao nhiêu là tiền. Một cái khu du lịch Đại Nam văn hiến là đẹp lộng lẫy. Một người mà đã nghiên cứu ra để hình thành nên một cái khu như vậy đã quá tài giỏi rồi. Nhưng cái này còn tài giỏi hơn nữa, đó là có tiền để làm nên được như vậy. Ngàn tỷ bây giờ có khi còn làm không được nữa. Tại vì bây giờ tiền nhân công rất mắc, vật tư sắt xi măng nói chung là cái gì cũng lên giá kinh hồn, gấp đôi. Xăng còn lên muốn gấp đôi mà. Đó. Nên đó, em ấy làm cái gì tốt, đẹp, mình ngưỡng mộ, mình khen. Và em ấy cũng trẻ đẹp thì cũng phải rồi, tiền cỡ đó thì thiếu gì để cách để làm cho trẻ đẹp. Và em ấy giúp cho trẻ em, giúp làm từ thiện mà mình rất ngưỡng mộ chứ thiếu gì. Người giàu dữ lắm nhưng người ta cũng đâu có thèm bỏ tiền ra, nhưng có khi mấy người vậy họ khôn đó, nên họ mới đâu có vướng vòng lao lý, họ đâu có bị chỉ trích chửi mắng như xeo đẹp Nguyễn Phương Hằng đâu. Có ai mà dám lên nói lên những cái điều phức tắc, những cái điều mảng tối như em ấy. Mặc dầu ai cũng biết hết á, nhưng mà biết không, một là người ta nói không có quan hệ, không có dính máu mắt gì với người ta, không mắc mới gì người ta phải nói, rồi với khi người ta không dám nói nữa. Mà đúng, không dám nói là phải. Cỡ em mà nói mà còn có một năm với một tháng, không được một tháng mà còn bị hốt vô gõ luôn nữa. Còn thứ mà yếu ra gió ngay một là bị cảm, là ngủm thiêu luôn rồi. Thiêu luôn trong mùa dịch rồi. Đó. Nói chung bây giờ khó nói lắm. Rồi nhiều khi hồi hôm tôi ngủ không được, tôi nghe livestream suốt. Rồi tôi mới...